già khổ thì ở đời thì Đức Phật tặng mình có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tăng, hồi khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ốm sĩ thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ. Sự khổ ở đó thì mình đã thấy chết, bệnh. Mọi người thấy bệnh là khổ. Ở đời mà thấy làm ăn mà thất bại hay kiếm hay là cái gì đó đều khổ. Và hello chào tất cả mọi người. Và tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến thầy Minh Tuệ vào buổi chiều tối ngày mùng 1 tháng 8. Và hôm nay thì cũng có rất nhiều những thông tin vui muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Và đây sẽ là một video rất dài để có thể chia sẻ đối với tất cả mọi người những thông tin vui ngày hôm nay. Một ngày đầu tháng 8 thì thầy Minh Tuệ đã xuất hiện trên chính nhà đài của VTV1 của đài truyền hình Việt Nam. Đó, một cái thông tin rất là vui là thầy chính thức ở đây là được một cái trang, một cái VTV, một kênh VTV của nhà đài, của nhà nước mà chính thức ở đây lên tiếng để bảo vệ thầy Minh Tuệ. Cũng như đặc biệt nhất thì thầy Minh Tuệ cũng có nói rằng là bên an ninh là cũng tạo điều kiện cho thầy được ẩn tu, được khất thực, được bộ hành. Thì cũng để chia sẻ với tất cả mọi người là vậy là hiện nay á, là cái việc mà thầy đi khất thực ấy thì vẫn diễn ra hàng ngày. Bởi vì mỗi buổi sáng thầy Minh Tuệ thì vẫn đi khất thực. Nhưng mà em vẫn muốn khuyên tất cả mọi người là bây giờ thầy có đi khất thực hay không ấy thì người dân cũng chả gặp được. Và tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Minh Tuệ qua các kênh truyền thông, ví dụ như Hoàng Sáu TV đến chia sẻ, thì mọi người đã cảm thấy rất là an lòng rồi. Thì cũng đừng nên tìm về cái nơi mà thầy ẩn tu nữa, đặc biệt là không nên tìm về Nha Trang nữa. Bởi vì thầy đang an cư một kiết hạ. Em cũng tin rằng là sẽ có một ngày nào đó gần nhất thì bên nhà nước của chúng ta sẽ có cái phương án nào đó để có thể là thứ nhất là tạo điều kiện để bảo vệ thầy, thứ hai là cũng để cho người dân đó có thể đánh lấy thầy. Nhưng bây giờ thầy vẫn đang đi tập học mà. Chúng ta cứ tất cả chúng ta ở đây là mến mộ thầy, cái tấm lòng của chúng ta mến mộ thầy và tôn kính thầy, thì chắc chắn em nói tất cả mọi người là ở đây là chúng ta không có làm cái gì sai cả, không vi phạm pháp luật. Và thầy của chúng ta cũng như vậy, thầy không có làm gì sai cả, không có vi phạm pháp luật. Thì cái đối tượng xấu ấy thì họ thấy thầy lên VTV họ lại càng bức xúc, họ ăn không được, họ ngủ không xong. Và cũng là trước khi mà để chia sẻ cho mọi người những cái thông tin rất là hay vào buổi tối ngày hôm nay á, thì có thể thông báo cho mọi người một cái thông tin vui là cái bà Nico giả Diệu Hân sàm tăng sư cô giả đấy, khi mà nghe tin thầy Minh Tuệ được một cái VTV, một kênh VTV của truyền hình của nhà nước phỏng vấn và chia sẻ cập nhật cái thông tin đặc biệt là bảo vệ thầy, thì cái bà này thì em nghĩ mọi người là dẫy đành đạch rồi, là sốc. Tối nay ăn không được đâu, tối nay vì cái nghiệp nó quá nặng, tối nay là ăn không được đâu. Bởi vì bà này mắt không nhìn thấy, bởi vì bà nói chuyện là cái mắt che rồi. Người ta nói tâm sinh tướng mà, cái tâm mà thiện ấy thì sinh ra cái tướng cũng thiện, còn tâm mà ác độc rồi là vu khống, xúc phạm, nhục mạ đến người khác. Đặc biệt nhất là thầy Minh Tuệ là một con người không có làm gì cả, không sân si với ai, vậy mà bà cũng lên để chửi rủa, để vu khống, xúc phạm thầy, thì cái nghiệp chướng của bà nó nặng lắm. Em cũng tin là sau cái thời gian mà lấy xúc phạm thầy thì sau này chắc bà cũng chả nhìn thấy đường nữa. Bởi vì em nói tất cả mọi người giờ cứ ăn là mập ú ở nhà, em nói tất cả mọi người để ngồi trong mát mà đi chửi rủa một người mà em nói tất cả mọi người là cả nước họ kính trọng, họ ngưỡng mộ, họ tôn kính ngài, thì một cái bà sư cô giả sư sàm tăng mượn danh của Nico để lên để xúc phạm, lăng mạ thầy, thì em nghĩ rằng cái cục ấy cũng chả cần tốt đẹp gì đâu. Mọi người cứ bình tĩnh đi, cái nghiệp nó sẽ đến. Rồi cái người ta nói là cái luật nhân quả không chừa một ai cả mọi người ạ. Luật nhân quả nó không chừa cho ai đâu, nó sẽ đến ngay ở kiếp này. Rồi bà cứ gieo nghiệp, rồi bà sẽ gặt hái được những cái thành công đó thôi. Đó, rồi là cũng để chia sẻ với tất cả mọi người là ngày hôm nay nhá, em vui cả một ngày luôn. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng không thể tưởng tượng được, là em cũng nghĩ trong đầu là làm sao đó mà để có một cái video, một cái hình ảnh nào đó của thầy Minh Tuệ đi khất thực, rồi thầy xuất hiện một cách gì đó nó chân chính, nó đàng hoàng, mà có chính cái người lực lượng an ninh hay là bên cơ quan nhà nước họ quay lên, thì chúng ta mới có đủ cái điều kiện để chúng ta đăng tải, chúng ta chia sẻ. Chứ không bây giờ em nói tất cả mọi người là bây giờ thứ nhất là VTV1 lên thì chúng ta cảm thấy yên tâm rồi, là nhà nước họ lên tiếng để có là lực lượng an ninh bảo vệ cho thầy được an toàn. Em nói tất cả mọi người là không có cái gì an toàn bằng nhà nước bảo vệ hết, không có một ai mà đứng lên bảo vệ cho thầy bằng lực lượng an ninh của nhà nước. Em nói với tất cả mọi người như vậy. Còn thầy Minh Tuệ nếu có sai thì sẽ chả có lực lượng an ninh nào bảo vệ thầy, chả có một cái nhà đài của nhà nước nào chia thông tin về thầy đâu. Em vẫn nói với tất cả mọi người như vậy, nên là mọi người cứ yên tâm đi, không có ai hại được thầy cả. Trong thời điểm này một con ong, một con kiến cũng chả lọt được vào cái khu vực mà thầy đi khất thực đâu. Nên là mọi người cứ yên tâm và tin tưởng đặc biệt tuyệt đối vào các lực lượng an ninh, cơ quan nhà nước. Họ cũng sẽ có những cái cách, có đường lối gì đó để có thể đảm bảo an toàn cho thầy, hợp lòng dân. Em nói tất cả mọi người, sau cái buổi phỏng vấn đưa thông tin về thầy Minh Tuệ ngày hôm qua, mọi người thấy không, ai cũng gửi một lời cảm ơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đâu thể hiểu được cái thông tin sâu xa. Đến bây giờ chúng ta mới cảm nhận được nhà nước họ cũng có chủ trương, họ cũng có cái phương án để bảo vệ thầy là đúng chứ. Bây giờ nếu như không có bảo vệ thầy thì thầy có đi khất thực bực mũi buổi sáng hay không, đúng không? Hôm nay em rất là vui, bởi vì là thứ nhất cũng được truyền tải những thông tin hình ảnh về thầy Minh Tuệ, một việc làm mà chúng ta không sai trái, không vi phạm pháp luật, mà lại được nhiều người mến mộ, nhiều người đang trông ngóng những cái thông tin về thầy. Thì bọn em là những người mà truyền tải thông tin của thầy đến với tất cả mọi người, thì đấy là cái niềm vui. Còn những cái kẻ mà họ bây giờ họ vẫn đang âm thầm, vẫn đang ngày đêm tìm cách để có nghĩa là để chống phá, để xuyên tạc, để xúc phạm, để mà bôi nhọ danh dự, thứ nhất là từ các anh an ninh bên chính quyền địa phương hay là tất cả các cấp. Còn lại thì một số đối tượng thì họ lại âm thầm để họ chia rẽ nội bộ, chia rẽ người dân, và họ lên chửi người này bới người kia. Thì em nói tất cả mọi người là chúng ta không nên xem những cái thông tin kích động, xúc phạm, vu khống như vậy. Và chúng ta ở đây là em nói tất cả mọi người, giống thầy nói á, hoan hỉ và mong muốn nhiều điều nó tốt đẹp. Khi mà em nói tất cả mọi người là khi nhiều người biết về thầy Minh Tuệ, chúng ta mới nhận được nhiều cái giá trị mà thầy không phải thầy giảng pháp, mà cũng chả thầy nhận tiền của ai, mà thầy cũng chả có bảo là thầy là Phật là Thánh gì cả. Thầy chỉ là một công dân bình thường, nhưng mà thầy không cần nói, người dân họ tự cảm nhận được cái việc thầy đang làm, cái đường mà thầy đang đi, con đường thầy đang đi. Thì em nghĩ rằng là nó là đúng, bởi vì nó đúng thì nhà nước mới ủng hộ và bảo vệ cho thầy. Và đặc biệt nhất là bây giờ thầy rất an toàn, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao mọi người? Bây giờ không có người lạ nào vào gặp thầy được. Đấy là cái niềm vui của em. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ 10 người tốt cũng có một người xấu, 100 người tốt cũng có 2-3 người xấu. Thì lúc đó cái người xấu họ vào trong đó họ hại thầy, chúng ta đâu thể nào biết chuyện gì xảy ra, đúng không? Rồi em nói tất cả mọi người, bây giờ chúng ta ai cũng bảo là người ta yêu mến thầy nhiều, nhưng mà đấy, cái bà sư cô mập ú đấy, bà vẫn ngày đêm lên chửi rủa, không biết là bà ở thế lực nào. Rồi chưa kể những cái người mà họ nhận tiền của những người bên nước ngoài, họ vào họ công kích thù địch, họ nhằm chia rẽ người dân, họ nói xấu người này người kia, rồi có khi là mất cái sự đoàn kết. Nên là chúng ta không nên nghe theo những cái lời đó. Mà em nói tất cả mọi người này, thầy Minh Tuệ bây giờ thầy đang ẩn tu, và thầy cũng đang ở cốc của thầy năm ấy, thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Bởi vì em nói tất cả mọi người rồi, là dù thầy có ở bất cứ đâu thì cũng đều có an toàn. Chỉ ở trong nước Việt Nam, em chỉ tin tưởng cho nước Việt Nam mình thôi, là thầy ở đâu cũng an toàn. Đặc biệt nhất bây giờ thầy ở Nha Trang thì em lại đặc biệt rất là tin tưởng. Bởi vì là thứ nhất là về an ninh, không có ai đi vô được, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, người dân cũng đã đi về. Bây giờ thì ở cái khu vực mà chốt mà thầy đi khất thực ấy, vẫn có người dân chứ, vẫn có, người ta vẫn đến đó, người dân ở gần đó vẫn đến đó, họ vẫn mong muốn là có thể sẽ được gặp thầy, nhìn thấy thầy, họ vẫn đến chứ. Rồi em cũng nói với tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều mong muốn nhìn thấy thầy. Thì hôm nay chúng ta nhìn thấy thầy bằng xương bằng thịt trên VTV, vậy mà vẫn có nhiều người vẫn bảo đấy là cắt ghép. Thì em không hiểu được cái não của họ có suy nghĩ hay không. Vẫn có nhiều người gọi cho em bảo đấy là hình ảnh cũ. Thì em không hiểu được là tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy. Bởi vì cái cấp của thầy năm ấy, cái cấp của thầy năm là thứ nhất, cái thứ hai là hình ảnh của thầy năm, và cái thứ ba là anh Thìn ở trong video. Thì những cái hình ảnh đó nó là một cái gì đó rất là thực tế, và đặc biệt là cấp của thầy năm thì nó đâu thể nào nó lẫn vào cái hình ảnh nào trước đây mà lại bảo video cũ. Thì mọi người cũng không biết là mọi người, những cái người đó họ không có học thức, họ cố tình không hiểu, hay là họ là những cái người mà là bên thế lực xấu để họ công kích, họ chia rẽ, họ bôi nhọ, họ xúc phạm, họ tiếp tục là có cái tấn công về thầy. Còn em nói với tất cả mọi người á, là ngày hôm nay thì tất cả mọi người dân ấy đều rất là vui. Bởi vì chúng ta ở đây ấy là tôn kính và mến mộ thầy Minh Tuệ. Nó không phải là chúng ta đi sai đường, chúng ta lầm tưởng, chúng ta ảo tưởng, chúng ta ngu muội hay chúng ta như thế nào đó. Mà một cái người như thầy Minh Tuệ là thầy không có dùng tiền, thầy không có hội nhóm, và thầy chỉ có ăn một bữa, và thầy cũng luôn nói những cái điều tốt đẹp để cho người dân ấy là gần lại với nhau hơn. Thì đấy là một cái điều mà em nói tất cả mọi người, không có cái điều gì để mà xấu ở thầy Minh Tuệ cả. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, chúng ta hãy nhìn lại một hành trình của thầy Minh Tuệ, từ những ngày mà thầy bắt đầu đi khất thực, đi bộ hành, đến ngày hôm nay có một cái điều gì đó mà chúng ta bắt lỗi được thầy Minh Tuệ không? Em hỏi tất cả mọi người, cái người mà người ta giống như kiểu là cái người mà người ta đã có những cái người để họ độ thế, để họ đi tu hành theo một cái giống như kiểu là có người họ dẫn đường ấy, thì họ hầu như họ đã biết hết được cái hành trình của thầy, là có nhiều điều ngang trái, nhiều sự cản trở. Có giống như kiểu là cái bà sư cô ấy, giả tu ấy, cái bà mà Nico Diệu Hân giả tu ấy, sàm tăng ấy, cái bà đó cũng có thể là một cái kiếp nạn của thầy. Bởi vì thầy thì phải trải qua những kiếp nạn dù trên con đường của thầy. Rất nhiều người ủng hộ nhưng mà vẫn sẽ có nhiều kẻ họ giáp tâm, muốn hãm hại thầy, muốn chia rẽ, muốn làm cho chúng ta ở đây là giống như làm cho người dân nổi loạn, chia rẽ, chống phá nhà nước. Nên là em vẫn muốn nói tất cả mọi người và đây là thầy được bảo vệ như vậy. Đấy là một cái điều tuyệt vời nhất và em cũng cảm thấy rất vui khi mà những thông tin hình ảnh của thầy được là thông tin chính xác, chính thống, là chúng ta chia sẻ lên cũng không sợ cái điều gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà một cái nhà đài của VTV chia sẻ hình ảnh của thầy Minh Tuệ lên ấy, làm cho em cảm thấy rất là vui. Ngày hôm qua đó tất cả người em khi em xem được cho đến ngày hôm nay em cập nhật thông tin việc của thầy, em cảm thấy trong lòng mình rất là nhẹ nhàng. Bởi vì là những cái đối tượng xấu họ luôn rình mò, họ luôn tìm cách để mà phá hoại thầy. Giống như cái bà Nico, Diệu Hân, giả sư, sàm tăng, thì cái bà này thì cũng không có tốt đẹp gì cả. Em nói tất cả mọi người mà, người ta vẫn nói là tâm họ sinh tướng. Thì cái tâm của bà thì không có tốt. Bà lúc nào cũng nói thầy là cái người chống phá, người phản động, người đi chia rẽ người dân, người làm thế này thế kia. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy đấy, là thầy có làm cái gì đâu. Thầy cũng chả có nói một cái gì cả. Và thầy rất là ít. Bởi vì thầy cũng đâu có nói là thầy là thánh, thầy là A-la-hán, thầy là Phật, thầy là tiên gì đâu, đúng không? Thầy vẫn nói những cái câu nói của thầy vẫn còn đây. Thầy nói thầy là một công dân bình thường, thầy là một người dân bình thường đi tập học theo lời Phật dạy. Và thầy cũng không nhận tiền của ai. Thầy chỉ có 3 y một bát. 3 y ở đây ấy, là một cái y là một y áo, một cái y ở dưới và một cái y quàng ở đây này là 3 y ấy. Nhiều người không hỏi hiểu là cứ tưởng là thầy có 3 cái y dự phòng để mà thay cái bộ này là thay bộ kia, không phải đâu. Đó, để cho mọi người hiểu là 3 y một bát là thầy có một cái nồi cơm điện đó, với một cái y ở bên dưới, một cái y ở bên trên, một cái y quắc qua vai này. Đó là cái 3 y đó, để cho mọi người hiểu ha. Rồi để cho mọi người thấy rằng là cái hình ảnh của thầy ấy, hầu như là từ lúc mà chúng ta biết về thầy Minh Tuệ là con người của chúng ta đã hiểu ra rất nhiều điều. Thứ nhất là về cái vấn đề là tham sân si, mà chúng ta cảm nhận được là cái hình tượng của lời Phật dạy ấy, nó đang bị lu mờ đi ấy. Nhưng mà từ lúc thầy Minh Tuệ đi và nói những cái lời của thầy làm cho chúng ta cảm thấy tin hơn về cái điều lời Phật dạy. Và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đang, thứ nhất là giống như trước đây chúng ta nghe là phải cúng dường nhiều tiền thì được phước nhiều. Thì bây giờ chúng ta thấy thầy Minh Tuệ đi khất thực, đi bộ hành, đi như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là không phải là cứ cúng dường nhiều được phước nhiều, mà chúng ta phải giữ giới, phải ăn chay và làm nhiều điều thiện thì phước sẽ đến. Nên nhiều người bảo là tại sao làm cái điều ác, suốt ngày làm điều ác, lúc nào cũng làm điều ác và tâm cũng ác, nói cũng ác nữa, nhưng mà lúc nào cũng muốn gặp đến chùa đến kia để xin phước. Em hỏi mọi người, ngay cả bản thân mình còn chưa thiện, tâm chưa tịnh, chưa tốt và làm nhiều điều ác thì lấy đâu ra mà xin phước. Còn khi mình làm những cái điều thiện thì tự nhiên những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình, đúng không mọi người? Thầy, giống thầy bảo là một bữa, chỉ cần một bữa ăn chay thôi, một bữa thôi là đã là cái điều thiện lành rất là thiện rồi. Chứ huống chi là thầy ăn chay biết bao nhiêu năm nay, thầy giữ giới bao nhiêu năm nay, thầy đi tu hành theo lời Phật dạy. Rồi thầy nói những cái câu của nó thì thầy, em nói tất cả mọi người nhé. Nhiều người nói bảo là thầy ấy, là cái người mà tự nhiên đi bộ hành rồi là thành Phật, thành A-la-hán. Không phải đâu. Mọi người đã từng nghe thầy nói chưa? Thầy đã đọc qua tất cả các kinh sách nha, theo lời Phật dạy nha. Thầy đã đọc qua tất cả các loại kinh sách theo lời Phật dạy. Và thầy thì không phải là một cái con người bình thường để mà đọc và cảm nhận và hiểu nó nữa, mà giống như kiểu là thầy đã có một cái đấng bề trên nào đó để có thể giảng kinh, giảng Phật cho thầy, để khi mà bất cứ một câu hỏi nào ở trong thế gian này người ta hỏi thầy đều trả lời được. Giống như mọi người thấy rằng rất nhiều những cái câu hỏi xoáy, hỏi xoay và hỏi khó thầy. Nhưng nếu như một người bình thường có đủ trình độ, có đủ tư duy để mà trả lời những cái điều đó không? Nhưng mà thầy Minh Tuệ thì chưa bao giờ từ chối một câu hỏi nào. Dù là có khó đến đâu, thầy vẫn nói, vẫn giải để cho mọi người hiểu được về những câu nói của lời Phật dạy. Thì đấy là em nói tất cả mọi người, thầy vừa có trí tuệ, và thầy vừa có được một cái gì đó mà người khác không thể nào có được. Chúng ta mới tôn kính cái điều đó, chứ không phải là mọi người nói nghe theo cái bà Nico xảo trá lừa đảo. Bà là chỉ cần người đi bộ mà thành Phật thì đâu phải họ đi bộ họ thành Phật được. Tại sao trước đến nay biết bao nhiêu người, biết bà trải qua bao nhiêu trăm năm, đã có ai được như vậy chưa, đúng không? Nên là đến ngày hôm nay khi mà để mà ngồi ở đây để chia sẻ đối với tất cả mọi người trong câu chuyện của thầy Minh Tuệ thì tất cả chúng ta cảm thấy rất là vui. Bởi vì ngày hôm nay thì thầy cũng đã lên trên VTV1, thầy cũng đã xuất hiện để nói những cái câu nói thầy đó là bên an ninh, bên nhà nước cũng hỗ trợ thầy là điều đi khất thực. Và thầy cũng hỗ trợ cho thầy được cái tự do, và thầy cũng có thể là đi tập học theo cái con đường mà thầy đã chọn là đi tu 13 hạnh đầu đà, đi khất thực, đi xin ăn ấy. Thì em nói tất cả mọi người là ngày nào cũng vậy thôi, buổi sáng ấy thì thầy sẽ đi xuống cái khu vực của người dân đi khất thực, và khi khất thực thì thầy chỉ có nhận đồ ăn vừa đủ, thầy không có nhận dư, và dư thì thầy sẽ phân phát lại cho bà con, gieo duyên lại cho bà con. Còn thầy cũng vẫn đi khất thực ở đây là thực ra thầy đi khất thực, đi xin ăn ấy là thầy đang đi gieo duyên độ thế cho dân, mọi người hiểu không ạ? Chứ không phải là thầy cần một bữa ăn. Thầy nói là thầy đi khất thực xin đồ ăn đấy, người ta cho thì thầy ăn đấy, cho thầy gói mì cũng được, cái bánh mì cũng được, một chai nước suối cũng được, thầy đâu có quan trọng cái ăn đâu. Thầy đã bỏ đi tất cả. Nếu như mà thầy xuất thân trong cảnh nghèo khó thì chúng ta sẽ có nhiều những cái đối tượng xấu ấy. Họ sẽ lợi dụng vào đó để mà công kích thầy, là cái người không chịu làm. Nhưng mà chúng ta thấy là cái gia thế của thầy ấy, là giống như kiểu là cái trong bộ phim của Thánh Phật ấy, là cũng có như thế. Xuất thân của những người họ đi thực hành theo lời Phật dạy giống như của họ, thế họ đều gia cảnh rất giàu có, rất khá giả, mà họ lại buông bỏ tất cả những điều đó để mà theo lời Phật dạy. Thì đến lúc này sau đó chúng ta thấy không, so sánh nhá, kể cả chúng ta thấy được rằng là những cái người đứng các bậc thánh nhân đi trước ấy, đi tu hành giống thầy Minh Tuệ cũng như thế, họ cũng xuất thân trong gia cảnh rất khá giả mà họ không phải nghèo hèn, bởi vì là họ giống như kiểu là họ đã được chọn từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp để mà đến cái đời này là mới xuất thân được một người như vậy. Chứ đâu phải là mọi người bảo là do hoàn cảnh của gia đình hay như thế nào đó đâu mọi người. Nhiều người lúc đầu cũng nghi ngờ, cũng bảo là chắc thầy gặp cái gì đó biến cố rồi thầy đi. Không phải đâu mọi người. Giống như kiểu người ta có cái căn cơ, người ta đã được chọn để hành pháp, để giảng pháp, để thuyết pháp, để mà phổ độ chúng sinh rồi. Chứ không phải là một người bình thường mà cầm quyển sách đọc lên xong ngồi giảng pháp ai nghe, đúng không? Nên là nó tất cả mọi người là người ta vẫn nói mà là thuyết pháp giảng pháp nó không bằng hành pháp. Vì cái người thực hành ấy nó mới là nhất. Còn cái người mà bây giờ chúng ta có học pháp, để thuyết pháp, có giảng pháp đi chăng nữa thì cũng không bằng cái người hành. Vì cái người hành giống như kiểu thầy đi bộ hành ấy, thì chúng ta mới biết được cái sự gọi là khổ. Giống như thầy đó là thầy đi khất thực ấy, đi xin ăn một cái bánh mì, một chai nước suối. Thầy đến cái nơi bẩn bẩn ở Nghĩa Trang, thầy ngồi, thầy cũng có cái gì đâu, thầy ăn. Thầy nói là ăn chay tốt mà. Giữa cái lời thầy nói là nó làm cho chúng ta cảm nhận được là cái cuộc sống nó vô thường lắm. Nó không còn quan trọng về tiền bạc của cải, nó không có quan trọng về nhiều thứ, mà chúng ta hãy gọi là chúng ta biết hoan hỉ, và chúng ta thấy cảm nhận được những cái điều tốt đẹp. Thế này nó tất cả mọi người là trong cái thông tin mới ngày hôm nay á, thì tất cả mọi người cảm thấy rất là vui, bởi vì chúng ta cũng được cảm nhận được những lời thầy nói. Và từ ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là thứ nhất là nhà nước cũng có bảo vệ thầy, an ninh cũng bảo vệ thầy, thì đấy là cái niềm vui. Và thầy cũng được gọi là đi khất thực, đi bộ hành. Mọi người bảo là thầy có đi khất thực buổi sáng không? Bởi vì ngày nào thầy chả đi khất thực. Còn nếu như thầy không đi khất thực thì chắc có lẽ là không có chút an ninh ở ngoài cái khu vực mà ở Vĩnh Phương đâu. Đó, những ngày trước ấy, thì mọi người thấy ấy, là ở khu vực mà Vĩnh Phương, Suối Ngủ, Nha Trang ấy, thì thầy vẫn đi khất thực mà người dân họ vẫn gặp. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì thầy đi khất thực ở khu vực bên trong đó, người dân không gặp được thì người dân cũng về. Thì bản thân em cũng là những cái người mà hay quay cho mọi người xem trực tiếp ấy, thì cũng để khuyên tất cả mọi người là cũng không nên tìm về Nha Trang, bởi vì chúng ta tìm về có gặp được thầy đâu. Tại sao chúng ta không giữ gì an ninh trật tự, đúng không? Đảm bảo an ninh trật tự để chúng ta theo dõi qua truyền hình, chúng ta đảnh lễ, thầy ở trong tâm ấy. Tâm của mình tốt cái đã rồi chúng ta mới cầu được phước đức bình an. Chứ tâm của mình không tốt, tâm của mình sân si, tâm của mình độc ác, tâm của mình tàn nhẫn, mình gặp thầy xin phước đức ở đâu ra? Giống như cái bà sư cô Nico, giả sư cô Diệu Hân ấy, đúng không? Bà đấy không biết là thế lực nào thuê mướn hay là như thế nào đó để mà bà có những cái lời nói sân si, hay là những cái lời nói tàn nhẫn, vu khống cho thầy. Thì cái kiếp này của bà sư cô này, em thấy là mọi người không? Nó đến kiếp này mọi người thấy cái tướng của bà đấy cũng đâu có được bình thường, cũng tâm sinh tướng rồi, mắt thì mở không ra, cũng như là con heo vậy, cũng lên để xúc phạm, nhục mạ, vu khống cho thầy. Mà thầy đâu có quan tâm cái điều đó. Em tin chắc thầy cũng cảm nhận được cái thế lực xấu, họ muốn hại thầy chứ. Nhưng mà thầy lúc nào cũng hoan hỉ, sống trong bình an, thầy cũng làm điều tốt đẹp theo lời Phật dạy, thì chắc chắn là sẽ có người để bảo vệ thầy thôi. Còn đến hôm nay chúng ta cảm thấy rất là vui, bởi vì là cũng có lực lượng an ninh để chốt chặn bảo vệ cho thầy, đảm bảo cái sự bình an cho thầy là tuyệt đối, không có ai mà hại thầy được cả. Cũng như là những đối tượng xấu họ muốn truyền bá thông tin sai lệch, họ cũng thấy rồi. Thầy được một cái nhà đài VTV của nhà nước họ lên tiếng để bảo vệ cho thầy, thì đập tan cái suy nghĩ đối tượng họ chống phá, họ xuyên tạc thù địch, họ chia rẽ nội bộ trong nhân dân. Đó, nên là để cho mọi người sẽ gọi là gắn kết với nhau hơn, cũng như để mọi người nhận được cái thông tin về thầy thì mọi người cảm thấy rất là vui. Nên là em cũng làm sao đó để mà cố gắng để truyền tải những cái thông tin, những cái năng lượng tích cực. đến với tất cả mọi người, bởi vì tất cả chúng ta thì ai cũng mong muốn những cái điều tốt đẹp. Bản thân của em cũng vậy thôi, khi mà được gặp thầy em cảm thấy cũng vui lắm chứ mọi người. Nên là em vẫn muốn nói tất cả mọi người là trước khi mọi người mà bảo là cầu phước, cầu bình an để gặp thầy ấy, thì chúng ta hãy thứ nhất là mình hãy làm điều thiện, và chúng ta hãy trong tâm của mình tốt cái đã, rồi chúng ta gặp thầy chúng ta phước đức nó tự có. Chứ bây giờ em hỏi tất cả mọi người cầu bình an, cầu phước đức ở đâu mà suốt ngày làm điều ác, gặp ai cũng muốn chửi, gặp ai cũng nói chửi thề, độc ác như vậy thì làm sao gặp thầy mà lấy đâu ra mà phước đức, đúng không? Phước đức là nó tự sinh ra, giống như thầy nói là bây giờ thì con muốn tập học rồi, con muốn giữ giới, con muốn tu hành thì làm nào? Thầy bảo là đầu tiên là chúng ta phải gọi là biết giữ giới làm thầy, lấy giới làm thầy, và chúng ta ăn chay niệm Phật, chúng ta làm điều thiện, thì đấy là chúng ta dù có thờ tượng cao Phật lớn, dù có xây nhà cao cửa rộng, mà có đi đâu để có cái là mong muốn được cầu phước bình an thì trước tiên cái tâm của mình phải tốt cái đã. Chúng ta hãy cứ làm những điều thiện, làm những điều phước đức, rồi chúng ta sẽ gặp những cái điều may mắn. Thì đấy là cái điều mà thầy Minh Tuệ đã nói rất là nhiều rồi, là mình hãy ăn chay, mình giữ giới, làm nhiều điều thiện, không sát sanh, thì đấy đã là cái phước đức mà chúng ta đã hưởng được rồi, chứ cần ở đâu mà đi cầu ai nữa. Còn nếu như mà hữu duyên gặp thầy thì đấy là cái điều tuyệt vời, nhưng mà chúng ta vẫn mong muốn rằng là những cái điều bình an sẽ đến với thầy, những cái điều gì đó tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy đó. Và cái bà Nico Diệu Hân này á, thì em cũng để cho mọi người nghe được một người dân đã gửi đến cho cái bà Nico Diệu Hân này để cho tất cả mọi người cùng nghe đó. Mọi người hãy góp ý bên dưới video này để cái lời chia sẻ đó gửi đến các bà Nico Diệu Hân này, mọi người hãy để lại bình luận để góp ý cho em mọi người nha. Cũng là cộng đồng mạng và cũng bức xúc cho một cái vị sư cô, nói vị sư cô nhưng mà bà này là cũng không phải là tu hay là cái gì đâu, bà chỉ có cái am thiền nhỏ sơ thôi, nhưng mà bà lên bà phỉ bán về thầy Minh Tuệ rất là nhiều. Tôi là bức xúc và cầu mong cho cộng đồng mạng và các Phật tử gần xa trong và ngoài nước để kêu gọi và nói lên những lời gì mà mình muốn nói, để nhờ cho chính quyền địa phương, công an để vào cuộc. Chứ bà này bà lên từ hôm trước này, bà lên bà chửi, bà nói nhiều quá chịu không nổi. Bà nói là bà có một cái bà tu theo cái hạnh của bà chỉ có biết có một hạnh thôi. Bà mà biết cái hạnh gì cho tôi gửi lời, nếu mà chị ơi, chị xuống tóc, chị mặc một cái áo nâu sòng, chị còn xăm xi nhiều quá, tôi dòm thấy cái bắn mặt của chị tôi cũng không thật, coi chị ra không có ra gì, con mắt á, thì nói chuyện á, thì con mắt nhắm lại hết cả hai con, cái mặt chị á, nói ra thì xúc phạm, nhưng mà tôi cũng phải đồng ý, tôi phải xúc phạm mới được, tại chị xúc phạm sư Minh Tuệ rất là nhiều, nhưng mà tôi xúc phạm này cũng hơi nhẹ thôi chứ không có nặng lắm đâu. Mặt chị giống như là mặt mâm để một 12 chén chè để cúng nó lại, phải không? Còn chờ chỗ quỳ lại, giờ mình thấy cái mặt chị không có một cái hạnh nào hết, mà chị làm bộ chị cứ nói chuyện thì chị đưa tay lên để chắp tay, để giống như là niệm Phật làm gì. Đã mình cạo cái đầu rồi, phủi tóc rồi thì mình còn để xăm xi làm gì? Thì giờ sư Minh Tuệ sư chưa nói là gọi là thầy, cũng chưa gọi là sư cũng chưa nói là sư ở một cái chùa nào, một cái gì hết. Một ngày ăn một cử cơm nhờ Tà Na thí chủ cúng dường cho, ăn một ngày một cử cơm, nhưng mà có ăn hết của bà chưa hả chị? Ăn hết của bà chị chưa? Hay là bà chị tôi thấy bà chị xăm xi nhiều quá, chắc bà chị không, trong lòng bà chị không có được sạch sẽ nào. Nếu mà bà chị nghe cái lời của tôi nói, bà chị nên tu tâm dưỡng tính lại đi. Tôi không bao giờ, tôi nghe rất là nhiều, tôi thấy rất là nhiều clip chị lên, nhưng mà tôi không có xăm xi, tại vì tôi học theo sư Minh Tuệ là tôi không xăm xi. Nhưng mà tại vì cái này tôi thấy chị nói không có đúng về Phật pháp. Chị nói là chị chỉ có một bộ đồ thôi, chị tu chỉ có giới thôi, chị cái mặc một bộ đồ thôi, tới rách thôi. Thì ở đây cũng sư cũng đâu có phải mà đi mua hay là đi sắm hay là đi xin đi giả gì của ai. Sư cũng đi lượm ở ngoài đường từ một miếng vải rách để về giá mai vô tự làm một cái y phấn tảo để mặc, là tu theo cái hạnh đầu đà 12 hạnh đầu đà đó, chị biết được cái hạnh nào chưa mà chị lên trên cái cộng đồng mạng để chị nói. Trước khi chị nói chị cạo phủi cái tóc chị muốn nói gì được chị nói sao, chị còn quên hết cả cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng chúng tôi như thế nào? Cộng đồng mạng chúng tôi á, biết người ngay, người nào tu đúng chính pháp, người nào đúng, người nào trật, chứ không phải cái loại hạng dạng như con người như chị mà để mà phủi tóc mà muốn nói gì được nói hay sao? Cộng đồng mạng này chưa chắc chị ai mà không biết đâu, người ta nhìn cái nào thật cái nào giả người ta biết hết đó. Nhưng mà tôi cầu mong chị phá cái miệng chị lại đi, dòm cái mặt cuối miệng của chị nói ra một lời nói giống như là con người thua một đứa con nít, mà nó còn biết, còn con người của mình lớn rồi. Chị nay cũng 60 mấy tuổi rồi chứ chị đâu có còn nhỏ nữa đâu. Tôi không kêu chị là sư cô hay là cái gì, tại chị không đáng để kêu, hiểu không? Chị không đáng để tôi kêu chị bằng sư cô, tôi kêu chị bằng chị là cái đó là nói chuyện trên cộng đồng mạng, tôi kêu chị bằng chị. Nhưng nếu mà tôi gặp chị ở ngoài đường, ngoài đời, ngoài đường, tôi chẳng coi chị ra một cái hạt cát. Nói thẳng cho chị biết chị, đi hạ bệ với sư Minh Tuệ nhiều lần lắm, mà ổng có làm cái gì, ổng có tới với gia đình của chị chưa? Chị nhìn lại cái bản thân của mình có sạch được hay không, sạch chưa? Nếu bản thân mình sạch, nếu bản thân mình đi chính về con đường chính đạo, con đường mình đi chính cái đường lẽ phải, thì mình mới được quyền nói người ta. Mình không có đi chính đạo, mình không gì. Bà chỉ biết cái tu cái gì, bà tu chỉ tu hú. Bà là là yêu quái chứ bà tu cái gì mà bà tu. Bà là quỷ quái đào thai lên bà đó. Giờ tôi thấy bà từ hồi lúc mà sư Minh Tuệ mới đi có một lần, mà mới có đi một tuần lễ là tôi đã thấy bà lên bà nói rất là nhiều rồi. Tới bây giờ là tôi dòm tôi thấy bà nói chuyện mà cặp mắt bà nhắm lại, nói chuyện mà nhắm cặp mắt để nhắm lại, mở mắt ăn ngồi không, ngồi trong mát ăn bát vàng, ngồi không ăn không đi lên đi ăn của người ta nhiều quá rồi mở mắt cũng lên để đi nói xấu người này người nọ, đi nói xấu sư Minh Tuệ làm gì mà nói hết cả cộng đồng mạng của chúng tôi. Cộng đồng mạng của chúng tôi đâu phải là ngu dại đâu, cộng đồng mạng của chúng tôi á, là không phải ngu đần dốt cuội như bà chị đâu nha. Tôi nói thẳng bà chị á, chị cũng không lớn tôi hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu nha. Tôi nay tôi cũng 60 tuổi rồi, nhưng mà mình sống trên đời mình phải biết cái đường nào đúng đường nào sai. Dù cho mình không thích sư Minh Tuệ đi nữa, chị không thích sư Minh Tuệ thì chị lướt qua, tại vì sư đâu có xài máy xài điện thoại, đâu có xài mạng đâu, mà nói để đi lên cộng đồng mạng nói để làm gì, nói ổng có nghe được cái gì. Nhưng mà ổng biết hết á, nhưng mà ổng đã không có còn mà để sân si, ổng buông bỏ hết tất cả cái thân mạng ổng còn không cần thiết nữa. Mà chị nói hết cả cộng đồng mạng, trong cộng đồng mạng có tôi là một người dân, là một người Phật tử, tôi kính, tôi hổ mộ và tôi 8 tháng sư Minh Tuệ. Chị xúc phạm cả cộng đồng mạng là xúc phạm đến tôi. Tôi bây giờ bữa nay lên là tôi làm một cái clip là tôi gửi đến thẳng tay của chị. Chị dảnh cái lỗ tai trâu của chị lên, chị nói chị nghe nha. Chị xài mạng chị coi dảnh cái lỗ tai trâu chị lên nha. Chị đừng có khóa cái miệng lại đi. Quả rước vào thân đó 12 tầng địa ngục, chưa rửa hết sạch cuộc cái đời của mình. Bây giờ mình phỉ bán nhà Phật. Tôi không nói là sư Minh Tuệ là một người Phật, nhưng như thế nào tôi tôn sùng kính trọng là để trong tâm của tôi. Tôi không có mà nói ở sư là này kia, nhưng tôi tôn trọng, tôi để trong tâm. Mà tôi cũng đừng có ai phỉ bán một một người sư người ta tu chân chính. Người ta đi ăn đình ngủ chợ, người ta ngủ ngoài gốc cây gì, ngoài vỉa hè, ăn một ngày một cữ cơm, ăn không dư. Hỏi chứ lấy cái gì mà làm gì mà phải ăn hết của mấy bà? Sao mà mấy bà cứ lên chăm si, cứ rầm rịch hoài vậy? Hết quỷ đực, đoạn giờ tới quỷ cái. Mấy con kia phá miệng là hết rồi, mà lâu lâu nó cũng vẫn còn. Giờ tới bà còn chưa ai đụng chạm tới bà hết, không ai lên mà phá cái miệng bà lại, phải không? Bây giờ tôi nói thẳng mà luôn, nếu mà tôi gặp bà ngoài đời nha, cái mặt của bà cái hột cát chưa bằng. Bà đừng có phỉ báng người ta như vậy, bà đừng có phỉ báng sư Minh Tuệ như vậy. Người ta tu là phải hành. Người ta nói á, mình tu, mình thuyết pháp không bằng hiểu pháp, người hiểu pháp không bằng người thuyết pháp, người thuyết pháp không bằng người hành pháp, người hành pháp người ta mới là đúng một cái bậc chân tu. Mình là so dưới, chị so dưới lại một sư Minh Tuệ là được là cái gì? Chưa bằng một cái cọng lông chân ở dưới cái chân của sư Minh Tuệ nữa mà chị để lên chị phỉ báng người ta. Nhìn lại bản thân mình đi. Tôi nói một cái, tôi nói bữa nay tôi tức lắm tôi mới lên tôi nói. Tôi để ý từ lâu lắm rồi. Nhưng mà giờ tôi cũng có nói đây. Kính thưa các anh các chị, các cô các chú các bác cả trên cộng đồng mạng, phải ập cái bà này, phải làm cho bà này câm cái miệng lại, bả không còn lên mạng để bả phỉ báng nhà sư Minh Tuệ nữa. Dù cái gì cái mình, tại vì bả nói sư Minh Tuệ rồi bả kêu hết, nói hết cả gia đình của sư Minh Tuệ và cả cộng đồng mạng của chúng ta. Tôi yêu cầu các anh các chị, các mạnh thường quân và các Phật tử ở gần xa trong và ngoài nước phải đưa lên một, làm một mỗi một người làm một cái clip đưa mạnh lên để trừng phạt cái bà này cho tôi. Chứ bà này bả quá lắm rồi. Hết con miễn rồi tới bả, hết bả rồi tới miễn, hết miễn rồi tới mẹ Út Phượng, Út ở dơ. Rồi hết cái con mẹ ra hô, mẹ hô mà nói nhiều. Giờ mẹ cũng trốn đi đâu mất rồi. Mấy bữa hổm là cũng tức dữ lắm mà không nói được. Bây giờ tôi nói thật với chị luôn nè. Chị tu được cái gì? Chị biết về cái gì mà đường chính pháp? Chị biết cái đường gì để đường cái chân tu. Chân tu là tu như thế nào mới là đúng. Chứ tôi thấy sư Minh Tuệ là 100% không có đường nào trật hết. Đã tôi ngưỡng mộ và tôi 8 tháng sư Minh Tuệ từ lâu. Từ bắt đầu tôi đã biết ở trên mạng nhờ mấy em lưu túp và trên cộng đồng mạng đưa lên. Tôi đã theo dõi từ lúc đó. Nhưng tôi không ăn lúc mà sư Minh Tuệ đi từng đoạn nào tới cái cổng trời ngay chỗ đèo ngang cổng trời. Sư không đi nữa, tôi mất ăn mất ngủ. Một khi mà sư đã đi ẩn tu một lúc nào rồi là trong cái điềm báo của tôi đã biết một đêm tới sáng đó là qua chiều ngày mai là sư đã đi ẩn tu. Tôi đã biết hết, tôi đã tối tôi nằm tôi ngủ tôi đã thấy hết mà tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn để trong tâm, nhưng tôi không có mà không muốn một người nào xúc phạm đến sư Minh Tuệ. Tại vì người ta tu là tu chính đúng, tu chính tông là một cái vị tu đúng về chánh pháp, về một cái lối tu của nguyên thủy về Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa 600 năm về trước đến bây giờ có một người đi như vậy. Nhưng giờ tôi hỏi chị nói là tu ấy, chị biết chỉ có một cái hạnh tu thôi, chỉ có mặc một có bộ đồ thôi. Đúng, chị làm gì có cửa để chị mặc nhiều đồ. Chị đâu là có cửa mặc cái áo cà sa này là áo màu cà sa kia. Chị đâu có cửa, một hạt cát chị không bằng mà làm sao chị có cửa lên đó chị mặc đồ như sư Minh Tuệ được, hay là các nhà sư khác được. Chị chỉ có mặc cái một bộ đồ nâu đó thôi nha. Chị chỉ một đồ nâu đó thôi là chị chỉ biết một bộ đồ nâu đó thôi. Giờ mình thấy cái bản mặt của chị là không có một cái miếng nào để mà thật tâm để tu hết. Chị là con người xảo trá. Mình nói trước khi mình nói mình phỉ báng một người nào đó, mình phải co đo cắn đắng. Cái mình lên cộng đồng mạng đâu phải mình muốn ăn, mình muốn nói. Mình muốn nói là mình phải nói cho đâu đó rõ ràng đàng hoàng, không để cho một người nào người ta bị đau khổ. Một lời nói mình ra nhưng mà ta vẫn là không, tuy rằng không nghe không thấy nhưng mà người ta vẫn biết được là ta cũng vẫn đau khổ vậy. Đau khổ vì cái tội mình không làm gì bị người ta phỉ báng mình. Nhưng mà thấy sư Minh Tuệ là buông bỏ hết tất cả, ai muốn nói gì nói. Ổng đâu có xài mạng đâu, ổng đâu có xài điện thoại đâu để ổng nghe. Mà nói cái này mấy người nói lên tôi nói cho chị biết, chị nói lên chị cộng đồng mạng của chúng tôi biết thôi. Chị điêu rao cộng đồng mạng của chúng tôi thôi. Một người dân như chúng tôi, như một người Phật tử của chúng tôi thôi. Chứ còn sư Minh Tuệ đâu có xài đâu biết được, mở mạng lên đâu biết. mà con người của chị tu mà chị còn thăm si, chị còn điện thoại, chị còn lên cộng đồng, chị nói này nó kia, chị nói chị tu cái gì, chị ở am thiền gì. Mình muốn tu, mình xuất gia, mình phủi tóc rồi thì mình buông bỏ hết tất cả ai thăm si hay là bon chen đua đòi hơn thua những việc lớn việc nhỏ. Cái đó là mình mới đúng một chính đạo. Còn con người của mình, người ta không ăn cái gì của mình, không đi lợi sinh mình được một hạt gạo, một hạt cơm nào hết, tại sao mình cứ soi bói người ta hoài vậy? Mình nhìn lại bản thân mình có được một giống như một cái lông chân của người ta chưa? Nói thẳng luôn cho chị biết nha, chị có được một cọng lông chân của Sư Minh Tuệ chưa mà chị đi lên cộng đồng mạng để chị nói? Chị nói người ta đừng có ném đá vô cái mặt của chị thì chị nên nói. Còn chị nói mà để cộng đồng mạng người ta lên, người ta chửi một mình một lời mình nói, mà hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn người người ta chửi mình giống như cái con chó, con rùa rút cổ. Người ta coi mình thua hạt cát nữa, để mình nói để làm gì? Đó. Tôi hôm nay tôi đi tức lắm tôi mới lên tôi nói nhờ bên Hoàng Sáu để lên nói một cái lời nói này, tức quá trời quá đất luôn. Mới lên nói thôi. Thì bây giờ chỉ nói đơn giản như vậy thôi, gửi lời đến cho cái bà mà phủi tóc làm Nico gì đó. Nhưng mà bây giờ cái bản mặt của bà tôi gửi đến cho bà cái clip này. Nếu bà nghe được nha, bà nghe được cái clip của tôi, bà quay đầu lại là bờ đi, bà sám hối đi một ngày một đêm, bà sám hối 180 lần đi, sám hối đi nha. Tôi dám bảo đảm bà không sám hối 3 đời 7 kiếp của bà không bào thai lên nổi đâu. Dù cho bà bây giờ từ từ bà sẽ biết như thế nào là cái cuộc đời sống của bà nha. Tôi dám tuyên bố cho bà một câu như vậy đó. Bà đi nói Sư Minh Tuệ như thế nào thì bà phải lãnh cái hậu quả. Ngày nay tôi đã nói như vậy như thế đó cho bà biết. Từ đây trở về sau bà sẽ biết cái hậu quả của bà sống đó, không bằng của người của bà, sống không bằng chết. Tôi không làm gì mà cũng không cộng đồng mạng, cũng không ai làm gì bà hết á. Nhưng mà vì cái lương tâm của bà, tối bà ngủ bà suy nghĩ lại những lời nói của tôi, bà dằn vặt theo cái lương tâm của bà không thể nào là bà ăn ngủ được. Chứ không ai làm gì, cộng đồng mạng cũng không ai làm gì hết đó. Chỉ mỗi một người nói một chút, mỗi một người nói một chút. Tôi kêu gọi hết cả cộng đồng mạng và các Phật tử trong nước và ngoài nước cứ đưa thẳng về làm mỗi một người, làm mỗi một clip, kéo thẳng cái bà này xuống, đừng để cho bà bước lên mà để bà nói mà những cái chuyện xàm xí nữa. Bà là ăn nói xàm xí, dòm cái bản mặt của bà còn thua cái hạt cát nữa. Mà bà đi nói Sư Minh Tuệ, bà có cái cửa nào để bà nói với Sư Minh Tuệ không? Bà không có cửa đâu. Thì thôi hôm nay tôi cũng tức quá lên, cũng mình không chịu nổi những cái điều uất ức, không chịu đựng được, cho nên là muốn để nhờ cái em YouTube này để đưa lên gửi cho tới cái bà là bà sư cô đó để bà nghe. Rồi thôi giờ cô cũng nói bao nhiêu đó thì thôi cảm ơn các anh các chị, các cộng đồng mạng trong và ngoài nước nhớ ủng hộ lên mỗi một người mỗi một tiếng nói, mỗi một người mỗi một cái lời nói để lôi kéo bà này mai cái miệng của bà lại, không để cho bà phỉ báng nhà Sư Minh Tuệ nữa. Rồi với lại là cô cũng cảm ơn Hoàng Sáu nha. Dạ. Mấy em lô tấp làm được mạnh giỏi, sức khỏe được giàu, gia đình được hạnh phúc, và các anh các chị, các cô các chú các bác và trong và ngoài nước được thiện tê trí và được tịnh tâm và được mạnh giỏi trên đoạn đường đi nước bước của mình. Rồi cô cũng cảm ơn Hoàng Sáu nha. Dạ, Hoàng Sáu. Và khi tất cả mọi người xem được video này thì mọi người cũng góp ý bình luận xem là cái bà Nico này sẽ gọi là mong bà sẽ bị xử lý như thế nào. Thì mọi người hãy góp ý bình luận thật nhiều để có thể là chia sẻ đến nhiều người xem được, và sẽ mong làm sao cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để xử lý cái bà giả sư xàm tăng này đó, để trả lại cái sự trong sạch cho thầy, đừng có vu khống xúc phạm người khác, đúng không mọi người? Rồi em sẽ dừng video ở đây, chào tất cả mọi người nhé.